Xin chào tất cả anh chị em. Hiện tại laptop mình Vũ đang có hai phiên bản Lenovo ThinkPad X1 Nano Gen 1. Một phiên bản bên tay phải của tôi là phiên bản màn hình nhám và bên tay trái của tôi phiên bản màn hình gương có hỗ trợ cảm ứng. Cả hai phiên bản này thì đều chạy con chip i7 đời 11 dòng G. Trong video này, tôi sẽ đánh giá chi tiết chiếc Lenovo ThinkPad X1 Nano Gen 1 phiên bản màn hình gương có cảm ứng. Điểm đầu tiên, tôi sẽ nói về thiết kế bên ngoài của chiếc máy. Máy có một thiết kế hiện đại, đáp ứng đúng tiêu chí, mỏng, gọn, nhẹ với chất liệu cấu tạo cao cấp từ sợi carbon và magie, đem đến sự chắc chắn và bền bỉ cho máy. Mặt lưng của máy phủ vân carbon đem đến sự trang trọng cũng như là bắt mắt cho máy hơn nhiều so với phiên bản mặt lưng phủ nhung đen ở bản màn hình nhám bình thường. Điều đặc biệt nhất của dòng máy ThinkPad X1 Nano Series chính là cân nặng ấn tượng chỉ 970g. Nhấn mạnh với anh chị em là chưa tới 1 cân, chưa kể kích thước tổng thể gọn gàng ngang với một tờ giấy A4 và so với một quyển sổ tay mà tôi hay cầm thì máy còn nhẹ hơn nhiều. Anh chị em bỏ máy trong túi sách, ba lô sẽ cảm nhận được là bản thân mình không thực sự là mang laptop theo bên người đâu. Vì vậy chiếc máy này thực sự phù hợp cho anh chị em là văn phòng, người làm kinh doanh hay các bạn học sinh, sinh viên cần một chiếc laptop nhỏ gọn, đẹp, cấu hình cao và đặc biệt phải siêu mỏng nhẹ để mang máy di chuyển khắp mọi nơi. Điểm thứ hai, mình sẽ nói về phần màn hình, bàn phím, touchpad, webcam, cảm biến hồng ngoại, loa và các cổng kết nối của máy. Máy có một màn hình kích thước 13 inch, tấm nền IPS, độ phân giải 2K. Ở bên Minh Vũ thì đang có phiên bản hỗ trợ màn hình cảm ứng đa điểm hàng New Siêu. Độ sáng của màn hình thì là 450 nits, độ bao phủ màu là 100% sRGB, hỗ trợ chống lóa. Nhìn chung, màn hình này đem đến cho người dùng sự trải nghiệm tốt nhất từ công việc đến giải trí. Hình ảnh sắc nét, mịn màng, sống động, không có điểm gì để chê. Về phần bàn phím thì máy có một bàn phím nhỏ gọn so với kích thước tổng thể của một chiếc laptop 13 inch. Vẫn có một nút checkpoint màu đỏ ở giữa bàn phần bàn phím. Đây là điểm đặc trưng của dòng bàn phím nhà ThinkPad. Bàn phím này thì cho chúng ta một cảm giác gõ êm nảy cũng như là hành trình phím dài. Ngoài ra thì bàn phím có đèn nền giúp anh chị em gõ phím trong điều kiện thiếu ánh sáng. Touchpad của máy nhỏ gọn cân đối so với tổng thể bàn phím bên trên. Touchpad này đem đến cho chúng ta một trải nghiệm vuốt chạm mượt mà cũng như là các phím bấm chuột trái, chuột phải nảy và chính xác. Máy có phần thiết kế webcam đơn điệu với cảm biến IR, cảm biến hồng ngoại để tiện cho người dùng sử dụng tính năng Windows Hero, giúp cho việc mở khóa màn hình nhanh gọn tiện lợi theo thói quen so với việc chạm cảm biến vân tay trên máy. Webcam này cũng có gạt che vật lý giúp người dùng riêng tư hơn. Về phần loa của máy thì máy có 4 loa, 2 loa ở phía bên trên và 2 loa ở phía bên dưới. Tổng thể thì hai chiếc loa này trải nghiệm âm thanh trên máy đem đến độ ấm, âm thanh chi tiết nhưng không quá to và bị rè. Khi mở âm lượng lớn 100%, loa trên máy đáp ứng tốt nhu cầu giải trí, nghe nhạc, xem phim và chơi game của anh chị em. Sau đây là đoạn video test âm thanh trên máy. Máy có 4 microphone thu âm 360 độ. Điều này thì sẽ giúp cho việc tăng chi tiết giọng nói và giảm tiếng ồn khi người sử dụng camera trước để gọi điện thoại, video, nói chuyện, tham dự cuộc họp công ty cũng như là học tập trực tuyến. Vì là một chiếc máy hướng tới sự nhỏ gọn, tiện lợi khi mang đi làm cũng như đi học, cho nên máy chỉ có cổng kết nối là hai cổng USB Type-C hỗ trợ các công nghệ tiên tiến nhất hiện nay như Thunderbolt 4, Power Delivery 3.0, DisplayPort 1.4a và không thể thiếu một cổng jack tai nghe 3.5mm. Cổng USB Type-C tuy là chuẩn công nghệ mới hiện đại và theo xu thế tương lai nhưng lại thực sự rất bất tiện khi đa phần người dùng lại đang sử dụng chuẩn cắm kết nối USB Type-A. Vì thế khi dùng máy này chúng ta cần phải có một bộ hub hoặc là adapter chuyển đổi từ USB Type-C sang USB Type-A thì mới sử dụng được các thiết bị ngoại vi chuẩn cắm phổ thông hiện tại kết nối USB Type-A. Về phần cấu hình thì máy chạy con chip i7 đời 11 dòng G, RAM 16GB, ổ SSD 256GB, màn hình là 13 inch, tấm nền IPS, độ phân giải 2K, hỗ trợ cảm ứng đa điểm. Với cấu hình như trên thì máy sẽ chạy những tác vụ gì? Chúng ta cùng chuyển ngay sang phần kiểm tra đánh giá hiệu năng thực tế của máy. Tôi sẽ dùng ứng dụng kiểm tra hiệu suất máy tính PCMark 10 để kiểm tra hiệu năng tổng thể của máy với các tác vụ dùng máy từ cơ bản đến nâng cao. Qua bài kiểm tra này, chúng ta thấy máy đạt hơn 4,5 nghìn điểm
tổng thể. Anh chị em có thể xem chi tiết số điểm từng phần ngay trong video. Về việc đánh giá khả năng xử lý đa luồng và đơn luồng của chip trên máy, tôi dùng Cinebench R23 để kiểm tra. Kết quả đo được Lenovo ThinkPad X1 Nano Gen 1 đạt hơn 4.000 điểm ở hạng mục đa nhân, trong khi đó hạng mục đơn nhân chỉ đạt 1.371 điểm. Việc đánh giá hiệu năng khả năng vận dụng AI của máy, tôi dùng phần mềm Geekbench AI mới nhất. Kết quả đo được máy đạt 1.661 điểm độ chính xác đơn và 509 điểm độ chính xác phân nửa, đạt 2.510 điểm phần lượng tử hóa. Phần điểm số chi tiết tôi để ở trên video để anh chị em tham khảo thêm. Điều này cho thấy máy có hiệu suất vận dụng AI ở mức tốt trong tầm giá, không phải quá cao nhưng cũng không đến nỗi thấp khi chúng ta dùng máy để làm việc cũng như giải trí. Về phần kiểm tra hiệu năng trình duyệt web thông dụng mà chúng ta hay dùng là Google Chrome, máy đạt được tổng số điểm là 19,4. Mức điểm này được coi là mức tốt với một chiếc Ultrabook siêu mỏng nhẹ có cấu hình chip i7 đầu 11 dòng G như Lenovo ThinkPad X1 Nano Gen 1. Đoạn video kiểm tra hiệu năng này tôi không tua nhanh mà để tốc độ thường 1x. Anh chị em cũng như tôi xem video chắc chắn sẽ ngạc nhiên về hiệu năng lướt web của máy. Các phần mềm văn phòng Microsoft Office như Word, Excel, PowerPoint chạy mượt mà trơn tru. Máy đáp ứng được tốt nhu cầu học công nghệ thông tin của các bạn học sinh, sinh viên cũng như người làm chuyên về lập trình tin học, chạy máy ảo thử nghiệm phần mềm. Các phần mềm media như Photoshop, Premiere, Audition, CapCut chạy ở mức khá. Các phần mềm đồ họa chuyên nghiệp như AutoCAD và Blender, máy đáp ứng ở mức khá. Máy có thể chơi được các tựa game phổ thông trên thị trường hiện nay, nhưng máy này không phải dành cho việc gaming vì vấn đề nhiệt độ cao có lúc lên tới 96 độ là một cản trở lớn đến việc trải nghiệm game lâu dài cũng như độ bền phần cứng, linh kiện bên trong máy. Nếu anh chị em vẫn mong muốn chơi các tựa game phổ thông trên thị trường này, hãy sắm cho mình một chiếc đế tản nhiệt loại tốt có điều chỉnh mức quạt khí nén, vòng quay cao, tầm giá 800.500 đồng.
Laptop mình Vũ đã đánh giá chi tiết chiếc Lenovo ThinkPad X1 Nano Gen 1. Anh chị em đã, đang và sẽ chuẩn bị sở hữu cho mình chiếc laptop này. Hãy để lại bình luận ngay bên dưới để cùng Minh Vũ thảo luận nhé. Hiện tại laptop mình Vũ đang có sẵn hàng chiếc Lenovo ThinkPad X1 Nano Gen 1. Khi mua, anh chị em sẽ được tặng kèm một bộ phụ kiện bảo hành lên tới 24 tháng. Đối với anh chị em ở xa thì sao ạ? Minh Vũ hỗ trợ free ship code toàn lãnh thổ Việt Nam, dùng thử 1 đổi 1 trong vòng 15 ngày, bảo hành 12 tháng. Còn đối với anh chị em ở gần ạ, chúng ta nhanh chân đến ngay showroom của Minh Vũ để được trải nghiệm chiếc laptop này.